Điên chứ, bị ngược sáng rồi. Vợ ngươi chuẩn bị chụp hình đây. Vợ ngươi làm cô dâu 1 tuổi. Đấy, chúc mừng dạy cho nghe. 16 tuổi. Cái gì? 16 tuổi. Cho tôi ở tù. Đây, chú gửi 50 tuổi. Đây à, người đẹp quá ta. Ba kia một cái. Hôm nay bây giờ cũng ngưng rồi, buồn ghê, đôi này không hợp hết trơn. Đâu thấy đâu. À, đồ đẹp ta. Giống em không? Ai mà dễ thương vậy ta. Đứng lên. À, con đứng lên. Chú mang giày cho này. Ừ, cho chú mang giày nha. Ủa, em có mang giày không? Có chứ không? Ekip của Rin rất là chuyên nghiệp nha mọi người. Đây, Rin Wedding chuyên về cô dâu chú rể chụp hình ngoại cảnh, nói chung tất tần tật. Bà cứ dễ thương này. Cái đeo cái gì lên không? Còn tóc có lại không mà? Đeo một tóc ở trong cái giỏ này. Đây. Đây. Wow. Wow. Con này cái gì nhìn vậy ơi? Chẳng ngồi. Sao mà nó té lắm bạn? Cái Như xinh xinh. Vậy chụp ba mẹ con ấy. Chụp ba mẹ con ấy. Cô dâu tóc lại hả? Không chịu đâu, cứ cột lại đàng hoàng đi. Thả ra vậy đó, không chịu ra cột lại. Thả sao lại hả? Cột lên á. Bây giờ mình chưa chụp thì mình chưa đọc lắm ha. Cột lên, cột chưa, chưa cột má. Cột bỏ người, bỏ người đó. Để nó không chịu để cái này. Nó bị buồn xù. Bị buồn xù lấy cái lược này, cái trong giỏ. Trong giỏ có được không? Mâm. Mâm cái gì? Chụp hình mà mâm cái gì? Mâm. Mấy con, mấy chú chụp hình cho Ngư nha. Sắp tới thời nôi của Ngư rồi. Ngư là một bộ ảnh đẹp thì ra đây. Ngư ngoan nha. Ngư ngoan thì mọi người mới thương nha. À, con ngồi đây đi, ngoài cột tóc con lại. Cho nó ngồi lên cho dễ mà. Hôm nay chỉ đi được nhiều lời làm biếng rồi, ba vừa mới khen luôn. Vừa mới khen luôn. Đi lại ba nha. Đi phá quăng lại quăng phá ba. Đứng đàng hoàng đi, đứng đàng hoàng. Đứng đàng hoàng ngoại nó nghe nè, đứng đàng hoàng. Mẹ đang quăng cái tả của nó đi mà. Thì đó giờ. Rồi, để mẹ quăng. Dạ. Rồi, buông ra đi. Rồi, buông ra. Đi đi. Rồi, ngươi đi đâu đi đi. Dạ ơi. Trong lúc chờ các cô, các chú set up đồ, bọn ngươi biểu diễn nè. Đó. Giỏi dữ ta, hôm nay đi nhiều ta. Rồi, té luôn. Té luôn. Đứng dậy. Nè, ba đỡ đứng dậy. Đứng dậy không? Dịnh ba nè, dịnh ba nè. Không thèm dịnh luôn hả? Không thèm dịnh ba luôn hả? Đứng đi, ba đứng quay lại, quay lại ba nè, quay lại ba. Quay lại ba nha. Ngoài Vĩnh Như nha, rồi đi đi đi, đi cùng ngoài Vĩnh nè. Đi 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 đi. Đi lại ba đi. Nên đi nhiều rồi. Đi có chục bước luôn rồi. Tí nữa ngươi chụp hình giỏi nha. Chụp hình đẹp ngoan nha. Để thôi nâu mình có hình đẹp nha con.
giỏi hả? Giỏi ta. Ba. Ừ. Ba. Ê, ba. Thôi, ba con rồi. Phủ tay nè, phủ tay nè nè. Phủ tay con, phủ tay đi. Đúng rồi. Tay nè, phủ cho con. Phủ tay. Con nằm vô như thế này là bệnh đúng không? Đây là ba phủ nó mà phủ. Phủ tay nữa. Phủ. Hay. Hay đó ta. Còn còn bụi không, ta ăn cũng bụi không. Rồi sạch rồi, hay ta biết phun ra nữa ta. Các bạn bạn làm dài cho tôi nha. Ủa mình đang xếp bên kia hả? Dạ. À anh tưởng đâu chụp phòng này chứ? Dạ hai phòng. Đấy là để ở đây cho bán xuyên. Ok. Đi vô chưa? Dạ, không chở mẹ đây bỏ. Giỏi lắm ta. Không thể im cho ba quen luôn hả? Giỏi quá ta. Rồi xong. Đẹp quá. Ai mà đẹp quá ta. Đi đâu á? À, anh. Giỏi. Chưa? Con chụp chưa? Ủa? Trời ơi. Chụp nãy giờ bao phút mà. Đẹp quá ta. Nương ơi, ba nè. Yeah. Yeah. Mong xỉu. Đây là toàn bộ ekip của riêng nha mọi người. Rất chuyên nghiệp, rất dễ thương. Để vậy quay hả? Dạ, đúng rồi. Quay mà quên đóng cửa. Em cứ từ thoải mái cho em nhé, để em bắt nha. Để chúng ta quay vòng. Dạ, dạ, không phải không? Không biết. Anh chị cứ cười, cười, cười thoải mái này, cười ai ai cũng được. Em bé để đâu? Em bé để đâu? Em bé ở trên lòng này. Em bé gì? Tôi còn con tôi chứ. Nhưng ở đây với mẹ nha. Không có bà xấu quá rồi. Áo diệu mọi người. Không nhìn thì thôi chứ khi chụp lên hình đó để post lên Facebook cho mọi người coi ảo diệu cỡ nào. Đẹp lung linh luôn nha. Đẹp quá nha, đẹp quá nha. Anh đẹp nha. Nhìn đây luôn, kê đây, kê đây. Con đưa đây, con đưa đây, con đưa đây. Con thấy con này, con này, con này. Con này, con này. Đẹp quá, đẹp quá. Thôi thôi để con ra ngoài chứ đây nó đòi á. Bò ngoài nữa, nó đòi. Không bạn nha. Sao bay cái bông bóng sao? Không sao đâu.
Ôi, chị ăn chị kìa. Chị bé bồng như vậy được. Trời ơi, người mẫu gì kỳ cục quá à. Mới chụp cái xíu đồ bú rồi. Chén mẫu thiệt. Cái chị xoay 100. Rồi, bú xong cho chụp nữa nha. Quay vô luôn à. Đúng rồi. Rồi, nhìn về em nè, nhìn về em nè. Cần không con. Xoay người một xíu nữa chị. Xoay người con về em á. Xoay người về em á. Nhìn nữa đi, chị nữa đi. À, mấy cô, mấy chú thương mà. Kiểm tóc em mau mà. Rồi, dạ. À, cao nhỏ nha. Con thương nha. Rồi con khó lắm. Con thấy chưa đúng không? Đóng bồ bánh cho nó mát nha. Cho mát cho bánh cho đi được rồi. Đây bồ bánh. Dễ bánh đặn cho cái này. Đây. Không có ai con nó mẫu gì kỳ, đang ăn chụp dạ. Đi búng. Bú giỏi nha. Giỏi quá. Giỏi dữ ta. Đây mọi người ơi, đây là lý do mà tôi hạn chế cho con đi quay trong lứa tuổi này. Tại vì tôi cũng đi quay nhiều rồi, tôi chứng kiến nhiều bạn con nít đi quay ở ngoài cực lắm. Bữa nay mai là đi chụp hình thôi đó. Chụp hình để mà là cho tiệc thôi nôi với bà Ngư. Là ở trong studio có máy lạnh đàng hoàng. Nhưng mà vẫn thấy tội. Mẫu đang chụp xong đòi bú, đang nằm bú văn lành. Đó. Bữa giờ cũng nhiều lời mời của các anh chị. Muốn cho bà Ngư vào một quan cho nhỏ mà tiên hạn chế chung chi thôi, chỉ là chụp hình quảng cáo hay là quay quảng cáo nhẹ nhẹ thì được. Hai Ngư ha, bọn Ngư kiếm được tiền ở các cô các chú ơi, khoe với các cô chú là bọn Ngư kiếm được tiền từ năm bọn Ngư mấy tháng ta, 4 tháng mấy 5 tháng rồi đó. Hai Ngư ha, ba với Ngư kiếm được tiền rồi, cảm ơn các cô các chú đã thương bọn Ngư, nhưng mà chỉ cho chụp hình thôi, không cho đi quay tội nghiệp lắm. Đi quay cực lớn lên đó, khi nào con lớn lên đó là con thích đi quay thì bà cho đi quay ha. Giỏi, thậm chí lúc trước thương đi quay kìa, có mấy vai em bé còn nhỏ nhỏ đó, bắt nó khóc phải nhéo cho nó khóc nữa kìa, nhìn xót đó. Xong chưa, bố xong chưa, rồi mình qua mình chụp tí xíu nữa rồi mình về ha. Bây giờ tới Tuyên Tuyên chụp hình đây. Bố sóc này là gì rồi vậy Vũ? Ôi bà Ngư ơi, bà Ngư ơi. Rồi kìa nha, kìa nha. Bà Ngư ơi, nhìn chú nè. Muốn ngồi đây luôn đúng không? Xong rồi, xong rồi. Thấp xuống nhau một xíu, đừng bé keo quá. Đừng bé keo quá. Anh bé lại ra một cái mà anh bé thấp một xíu rồi. Nãy đưa em bị cao quá. Bị cao quá. Chuẩn bị nha. Ok. 1, 2, 3 Yeah, xoay một vòng luôn rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Ok. 1, 2, 3 đẹp quá ta. Rồi, hôn luôn rồi, hôn luôn rồi. Cho con bóng bóng nhé. Cho con bóng bóng nhé. Đây ba ông nè, ba ông nè. Đút ba ông đi con, đút ba ông đi. Ông đi, ông đi, ông đi. Đút ba ông đi. Cho con bóng bóng rồi. Ông tên, ông tên. Cho nó xoay rồi sau đưa cái mặt ra không phía máy. Đó.
Nhiều máu này giống quảng cáo đồ ăn sữa. Review sữa. Người ơi nhìn chú đẹp trai nè. Rồi cả nhà nhìn nhau cái nào, cả nhà. Trong nhìn em nhìn nè. Cười. Không hai bên luôn. Đúng rồi, Ngư, nghỉ luôn á, nghỉ một lần không? Ngư. Xin chào. Rồi đó là trời con tôi. Cái gì vậy? Rồi sao rồi bọn sao? Đó đẹp đó. Nhìn ba nè, hợp bơi luôn, hợp bơi luôn rồi. Giữ ta. Ê, trông sao đứng dậy. Rồi. Ai. Nè, con cá mắc kẹt rồi. Đứng lên con, đứng lên. Hôm nay đi chụp hình rất vui. Vui lắm luôn, đó là cái chuyện quen đi. Rồi một. Đây là một cuối cùng mọi người. Hôm nay ba người chụp ba cầm set. Em hình diện chưa? Rồi té thì không đứng được đâu. Chị ngồi như vậy là xong rồi 1, 2, 3, thả không ra không ngăn chụp luôn. Không đem chứ. Ngừng. Hello. À, vậy là chuẩn bị hết tất cả mọi thứ đã xong rồi. À, một buổi chụp hình của Ngư và gia đình Tuyên rất là hoành tráng luôn nha. Mâm mì tờ lao. À, hình Ngư đẹp lắm nha mọi người. Ngư làm tiên cá nữa đó. Buổi chụp hình này thực sự là cảm giác rất là vui, rất mãn nguyện. Thứ nhất là có hình cho gia đình, có hình cho Ngư. Thứ hai nữa là bên riêng một ekip rất là chuyên nghiệp. Cho quá đầu tiên nữa là cảm ơn Ring chuyên về đồ cưới cô dâu chú rể, chụp hình studio ngoại cảnh. Tất cả mọi người đều dễ thương, làm việc chuyên nghiệp. Thôi bật mí như đó được rồi, mai mốt có hình mình sẽ up lên Facebook cho mọi người cùng xem nha. Bye bye, nhớ bye nè con. Okay.